Nhưng nếu quả thật là một vị ông già bình thường, ánh mắt tuyệt không khả năng như sao trong vắt, không có lửa phần mờ nhạt. Đã đến rồi sao? Ngồi đi, Vũ Đồng cũng ngồi đi. Huyền lão mỉm cười hướng Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Vũ Hạo lúc này mới phát hiện ra, không vị vậy mà là có hai tờ, trừ hắn ra nguyên lái kính cùng ghế hạng bét vị trí ở bên kia, bên cạnh lại nhiều hơn một cái ghế. Phải biết rằng, trương bàn tròn mặc dù nhìn về phía trên bình thường, có thể nó đại biểu cho Hải Thần Các, có thể ngồi ở bên cạnh bàn tròn chứ có thể là thành viên của Hải Thần Các. Đường môn hiện tại đã có Bối Bối cùng với Vũ Hạo hai gã thành viên Hải Thần Các rồi. Bối Bối là đường môn đại biểu, mà Vũ Hạo là học viện lập nhiều giao qua vô số công lao và là mới có thể trở thành Hải Thần Các một thành viên đấy. Đường Vũ Đồng đầu này là hôm nay tại Hải Thần Các đã có vị trí. Điều này nói rõ cái gì? Là do đường môn nhiều thêm một vị thành viên Hải Thần Các hay sao? Từ khi Đường Vũ Đồng khôi phục lại trí nhớ, sau đó nàng tự nhiên trở về đường môn, làng vốn chính là xử lý các thất quái một trong. Vũ Hạo cảm thấy rất là kỳ quái, Đường Vũ Đồng tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Hai người rất nhanh ngồi xuống, bọn họ đã tới chậm, không dám lần nữa chậm trễ thời gian của mọi người. Huyền lão nhìn Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng rồi nói, cảm thấy rất là kỳ quái đúng không? Kỳ thân không có gì kỳ quái cả, một ít miếng càn côn tạo hóa đan đủ để cho các người đường môn tại học viện này tăng thêm lỡ một cái ghế rồi. Hơn nữa những năm nay gần đây đường môn phát triển không ngừng, vốn là cùng học viện cùng là hỗ trợ lẫn nhau, gia tăng các người lời nói của Hải Thần Các quyền cũng là việc lên làm. Vũ Đồng là các người đường môn đại nhất đột phá trở thành phong hào đấu la đấy, vị trí này tạm thời do nàng ngồi đi. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là đoán, như vậy lúc này Vũ Hạo thực sự xác nhận rồi, lập tức vui mừng rồi nói, Huyền lão, ngay thành công sao? Huyền lão mỉm cười, trong mắt tràn ngập vẻ cảm khái rồi nói, cuối cùng là đột phá một cửa ải kia, thực là không thể nào dễ dàng, bình cảnh này gây rối ta bao nhiêu năm, chính là đều không thể đếm hết được, một bước ngắn cũng để cho ta cảm thấy được rất nhiều thứ, một bước rãnh trời khó trách sẽ gian nan như vậy. Vũ Hạo vui mừng quá đỗi rồi nói, Huyền lão, chúc mừng ngay. Huyền lão khoát tay áo rồi nói, kỳ thật nhớ tới, ta còn có chút hối hận, càn khôn tạo hóa đàn đoạt thiên điện tạo hóa linh dược, thật sự là không lên, tại ta trên người của lão đầu tử lãng phí, các ngươi người trẻ tuổi phục dụng tốt nhất, tốt rồi, chúng ta tiến hành vào vấn đề chính. Vừa rồi các ngươi tới phía trước, chúng ta đã bỏ phiếu quyết định, tại Hải Thần Các còn cho các ngươi đường môn gia tăng một cái ghế, trừ ngươi ở ngoài, toàn bộ phiến vé ở thông qua, chúng ta tiến hành hạ một cái đề tài thảo luận. Vẻ mặt của Vũ Hạo vui mừng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại nhìn về phía Ngôn Tiểu Chiết cùng với Tiên Lâm Nhi. Hai vị này cũng là tươi cười rạng rỡ, không cần hỏi hơn một năm bế quan, bọn họ cũng là có đại thu hoạch đấy. Ngôn Tiểu Chiết cùng với Tiên Lâm Nhi vốn là tu vi, dù chỉ là hồn lực đè thăng một cấp, đều là cực lớn đè cao rồi. Đã đến siêu cấp đấu la cái mặt kia xác thực là một cấp một nấc thang. Huyền lão trầm giọng rồi nói, hai năm qua, Nhật Nguyên Đế Quốc một mực không có hành động gì, an tĩnh thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy có chút đáng sợ. Nhưng bọn họ hai năm qua đối với tin tức phòng ác khóa cũng càng thêm nghiêm mật. Cơ hồ tất cả các quốc gia giáp giới bên cạnh đều có số lớn không trùng dò xét hồn đạo khí phòng ác khóa trinh sát. Nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc tốn sức tâm tư cũng chỉ có thể đạt được một ít tin tức rất có hạn. Từ thiên nhiên, người này đã dã tâm bừng bừng, hơn nữa sinh thiên tàn tật càng đã tạo thành kiến choán kiêu hùng tâm tính. Không lâu, Tam Quốc đồng thời đối xử, dù thuyết chúng ta tham gia lần thứ nhất hành động của bọn hắn, chưa nói bọn họ hành động mục đích lại là Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đồ. Hy vọng chúng ta có thể phái cường giả tham gia, mọi người nói một chút cõi pháp đi. Tiên Lâm Nhi lại nói, Huyền lão, bọn họ hành động lần này mục tiêu là cái gì? Huyền lão lại nói, ám sát từ thiên nhiên. Lý do bọn hắn cũng rất đầy đủ, từ thiên nhiên kế vị không lâu, đã phát động ra chiến tranh xâm lược, hơn nữa được kinh người hiệu quả. Nếu như không phải là Vũ Hạo bàng chủ của bọn hắn Tinh Hà Đế Quốc đoạt lại Thinh Đấu Đại Xâm Lâm quyền khống chế, chỉ sợ xảy ra vấn đề càng lớn hơn. Hơn nữa, thông qua chiến tranh xâm lược, hiện tại từ thiên nhiên tại Nhật Nguyệt Đế Quốc địa vị đã vững chắc, hắn bài trừ đối lập chèn ép từng tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế huynh đệ. Thủ đoạn khốc liệt nhưng mà được hiệu quả kinh người, hắn động lực phát triển công kích hồn đạo khí. Thời gian 2 năm chúng ta tích lũy, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tương đương tại một khắc không ngừng tích lũy. Tin tưởng thời gian không bao lâu, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện sẽ lần lượt khởi xướng chiến tranh toàn diện. Còn lần này tất nhiên là lô đình vạn quân, so với lần trước ngăn cản càng khó hơn.
Mà một khi Từ Thiên Yến gặp chuyện không may, bị ám sát thành công, như vậy lộ bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định là đại loạn. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đều sẽ xuất hiện ra nguy cơ trước đó chưa từng có. Bên trong tranh quyền một khi tiến hành, còn muốn tương đồng khó càng thêm khó. Sở dĩ đánh chết Từ Thiên Yến vị này kiêu hùng, có thể cho chúng ta thời gian giảm sốc càng dài, đồng thời cũng đem cực đại trình độ suy yếu Nhật Nguyệt Đế Quốc thực lực tổng hợp. Huyền Lão lời đến đây, thoáng một phát dừng lại một chút rồi nói, từ lời này, kế hoạch ám sát có thể nhìn ra, nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cũng tương tự cảm nhận được phần này yên tĩnh ở nguy cơ sau lưng, cho nên mới phải ra mạo hiểm làm việc. Ám sát Từ Thiên Nhiên nói sẽ vậy sao, bên cạnh hắn nhất định là nhiều cao thủ như mây, nhưng hành động lần này bọn hắn đã là trên tay rồi, không phát cũng được, hành động nhân số sẽ không quá nhiều, nhưng tất cả đều là đỉnh cấp cường giả. Bọn họ lần này đến đấy cũng không có trông cậy vào học viện toàn lực trợ giúp. Dù sao thì hiện đang không có phát động chiến tranh, chúng ta như cũ là trung lập địa vị. Bọn họ chủ yếu là hy vọng rằng hướng chúng ta mượn một người. Mượn người sao? Nghe được hai chữ này, đại đa số thành viên ở trên mặt Hải Thần Các đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ yếu là vì mượn một người, mượn người nào đây? Chỉ còn Vũ Hạo nghe được câu này, sau đó trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Người khác đoán không được, hắn làm sao sẽ đoán không được đấy? Đây thật sự là người sợ lối danh, heo sợ khóe. Mặc dù đang phổ lượt hồn đạo sư trên mặt, hắn mặc dù đang thành danh hiểm hách, nhưng xuất hiện ở đại lục hồn sư giới số lần cũng không nhiều. Thế nhưng mà nguyên tộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc đỉnh cấp cao, người nào không biết đến tác dụng của hắn cực kỳ lớn đến cỡ nào. Không có hắn trinh sát cùng trợ giúp, Tinh La Đế Quốc căn bản không có khả năng đoạt hồi lại Bình Đấu Sơn Mạch, cũng đồng dạng là hắn ẩn thấu, đã thừng lặng Nhật Nguyệt Đế Quốc tiền tuyến đại quân, khó cần phải là nói riêng rằng hắn một ngón kia ẩn ẩn lúp lúp, cùng đối kháng với không trung gió rét hồn đạo khí năng lực, liền khiến cho Tam Quốc đối với hắn cực kỳ coi trọng. Vũ Hạo đoán được, Bối Bối cùng với Đường Vũ Đồng cũng đồng dạng đoán được. Thẳng thắn mà nói, Vũ Hạo hiện tại không có chút nào muốn đi. Hắn kiện tại 89 cấp bên cạnh này đã có thời gian nhanh một năm rồi. Một mừng dốc sức liều mạng cố gắng muốn xông tới, nhưng thủy chung không thể lưu nguyện. Hơn nữa Đường Vũ Đồng trở lại bên người. Ở trong 2 năm qua, hắn đã thích phần cuộc sống yên tĩnh này, có yêu người có người yêu bên cạnh. Hắn là thật không muốn đi mạo hiểm nữa rồi. Huyền Lão địa mục quang lúc này đã rơi vào trên ngực của Vũ Hạo rồi nói, Vũ Hạo, lấy ý kiến của người đi. Vũ Hạo cúi đầu rồi nói, học viện để cho ta đi, ta liền đi, ta nghe học viện phân phó. Huyền Lão mỉm cười rồi nói, người trước kia chẳng phải ưa thích đi ra ngoài hay sao, như thế nào lần này có chút miễn cưỡng vậy? Vũ Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười rồi nói, không có miễn cưỡng, Huyền Lão, lớn như ta lần này phải đi, có thể hay không tính toán là tốt nghiệp khảo hạch cho ta đi. Hắn đối với mình tốt nghiệp khảo hạch là nhớ mãi không quên. Hai quả cấp 9 định trang hồn bảo đạn pháo, hắn đã chế tạo ra tới sao cho xử lý các học viên. Về phần khiêu chiến Ngôn Tiểu Triết viện trưởng, bởi vì Ngôn viện trưởng đang bế quan, tự nhiên là không có tiến hành, nhưng học viên cho hắn thời gian 3 năm đã qua 2 năm. Vốn Vũ Hạo là tính toán đợi bản thân tu vi cùng đột phá 90 cấp trở thành phong hào đấu la, sau này rồi cùng với Đường Vũ Đống cùng nhau khiêu chiến Ngôn Tiểu Triết. Tới lúc đó, hắn cũng có một chút nắm chắc, nhưng hiện tại xem ra ít nhất nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn là đột phá không được nữa. Huyền Lão gật đầu rồi nói, có thể nhiệm vụ lần này đã đầy đủ khó khăn, giống như làm người tốt nghiệp khảo hạch, hơn nữa ta hướng người hứa hẹn, chỉ cần người hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy cũng không cần khiêu chiến Thiếu Triết, chứng minh người có đầy đủ năng lực tốt nghiệp. Nghe Huyền Lão nói lời này, mọi người sắc mặt cũng trở lên có chút quái dị. Vũ Hạo tốt nghiệp khảo hạch rất có thể là xử lại các học viện trong lịch sử gian nan nhất một lần sau, ít nhất là người xưa chưa từng làm được. Vũ Hạo gật đầu rồi nói, tốt rồi, vậy ta đi trước. Huyền Lão, ta cùng đi đây. Đường Vũ Đồng lúc này không chút sợ sự nói. Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía của nàng, trinh trọng hướng nàng lắc đầu. Hắn có thể đi mạo hiểm, nhưng tuyệt không muốn mang Đường Vũ Đồng đi mạo hiểm. Cứ việc hắn biết có Đường Vũ Đồng, lực chiến đấu của hắn có thể trình độ tăng lên tới cực kỳ lớn, nhưng cũng không có là hắn muốn, không có gì so sánh với an toàn của Đường Vũ Đồng là trọng yếu hơn. Đường Vũ Đồng giống như trước cũng nhìn về phía của hắn, thản nhiên cười rồi nói, ngươi không thể cho ta đi, ta liền cho người trời mất tích đó, ngươi cảm thấy ta là để cho ta cùng người đi, có người ở bên cạnh bảo vệ ta, còn là người tự mình lấy đi, sau đó chờ người lúc trở lại tìm không được ta nữa sao? Này này, chỉ là một câu này, lập tức đã làm cho Vũ Hạo một bụng nghĩ chính ngôn từ ở trong báo phố. Hắn thật sự chịu không được lỡ mất mát Đường Vũ Đồng, cho lúc nhất thời trên mặt tràn đầy cười khổ.
Đường Vũ Đông thật lòng rồi nói, ta cũng không phải là hù dọa người nhà, ta vốn là nghĩ biện pháp tìm bà bà tới gặp người. Nếu người đi, bà bà tới, hắn không thể dẫn ta đi, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt, cho nên ta chỉ có thể đi theo người, như vậy mới có thể bảo đảm rằng chúng ta một mực cùng nhau. Vũ Hạo đón không nổi nữa rồi, cười khổ rồi nói, ngươi theo ta đi cũng được, nhưng hết thảy phải nghe theo ta. Ánh mắt của Đường Vũ Đông tựa trở lên ôn nhu, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn rồi nói, người ta lúc nào không nghe lời của người chứ. Vũ Hạo mặt một là một chút tự đỏ lên, cũng không phải là hắn dễ dàng ngượng ngùng như vậy, thật sự là bởi vì, nhưng mà hải thần các hội nghị, ở hải thần các hội nghị này thượng lượng nói yêu đương, bọn họ chỉ sợ là đệ nhất đúng không? Bối bối cố nén cười, trực tiếp cúi đầu, chưa vì trưởng lão có thể là không có gì cố kỵ, nhất thời cười thành một tiếng. Huyền lão cười rồi nói, người trẻ tuổi ngay cả có sức sống, tốt rồi, kia cứ định như vậy đi, Vũ Hạo cùng với Vũ Đồng cùng đi, Vũ Hạo làm chủ, Vũ Đồng nếu là không nghe lời, Vũ Hạo ta trao quyền người có thể đánh cái mông của nàng. Lần này, Đường Vũ Đồng lụ cười cũng đỏ gắt giọng rồi nói, Huyền lão, ngay già mà không kính nha. Huyền lão ha ha cười một tiếng rồi nói, ta vốn là tựa già mà không kính đó, mới quen ta các người lên biết mới đúng chứ. Cũng không phải là sao, mà Huyền lão quen thuộc này, Huyền lão có thể chính là một con mà men, chứ uống rượu chính là ăn đùi gà. Bối bối lại nói, Huyền lão, nếu không chúng ta đừng muốn bên này phải mấy người cùng với Vũ Hạo và Vũ Đồng cùng đi chứ. Ta vẫn có chút lo lắng, Nhật Nguyên đế quốc bên kia. Huyền lão khoát tay áo rồi nói, không, nhiều người chưa chắc là tốt, ít người ngược lại dễ dàng thoát thân hơn. Vũ Hạo cùng với Vũ Đồng năng lực toàn thân trở lui, hắn cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Hạo, người phải nhớ kỹ, người cũng không phải là người chủ đạo nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này chủ đạo là nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc những người đó. Người chính là phối hợp với bọn họ, nhưng cũng không phải là lấy thân phận hiếm. Trực tiếp đến ám sát, người không cần phải tham gia, đây là cùng với bọn họ nói điều kiện. Nếu không ta cũng sẽ không cho người đi. Người chủ yếu là giúp bọn hắn hoàn toàn ẩn nạc, một khi gặp phải nguy hiểm.